Alo nè, cả nói trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày thứ 6 tuần 2 từ khi ra mắt con tướng mới xa rồi em ơi. Rồi thì đầu clip anh em cũng đã thấy một cái hiệu ứng là mình mới tập tành làm anh em. À thì anh em đây là cái bản full đó anh em ơi. À thì sau thì nếu mà ok thì mỗi lần mà ra những cái meta tướng nào thì mình sẽ làm một cái hình ảnh là giật như vậy để anh em xem cho nó thú vị ha. Nhưng mà cái vấn đề ở đây anh em là cái nhạc anh em. Nhạc thì nói chung là nhạc hay á thì nó lại bị bản quyền, mà nhạc dở á thì nó lại ri. Đó thì mình đang kiếm cái nguồn nhạc thử coi nó ok không ha. Anh em thấy cái hiệu ứng đó đẹp và cũng như là khi mà mình để cái hiệu ứng đó lên anh em, khi mà mình để cái tấm ảnh mà cái đoạn clip đó lên á là anh em biết con nào đang mạnh và cũng như là đang chuẩn bị vào meta rồi các thứ anh em ha. Cụ thể đó là con San anh em. San tóc đỏ à. Thì ngày hôm qua mình cũng đã có làm một cái combo gọi là DBK với lại những con San E5 và cũng như là review con San E5 anh em. Thì ông nào mà chưa biết và cũng như là chưa nhận được sức mạnh của chưa nhận thấy được sức mạnh của con San á thì anh em có thể vào trong kênh của mình kiếm cái clip ngày hôm qua hôm kia anh em ha. Thì chúng ta sẽ ngày hôm qua thôi anh em ơi, thì chúng ta sẽ xem được sức mạnh của con San E5 à. Ok anh em ha. Rồi thì ngày hôm nay thì sẽ vẫn thể tham gia event và cũng như là bơm lúa anh em ơi. Ngày hôm nay bơm lúa mạnh mạnh một tí để chúng ta lấy San về anh em. Chuẩn bị qua tuần sau nếu mà được lên E5 để mà đuối với lại anh em cho nó vui anh em ha. Rồi thì anh em nên nhớ ngày mai là cái ngày cuối cùng của cái event web rồi anh em, tranh thủ anh em lóc vào anh em nhận quà đăng nhập nè anh em. Đây la bàn nè, ngày 13, ngày 14 á là nó cho mình tới tận 4 cái rương sinh nhật anh em, ngon lắm nha, nhớ vô lấy nha. Đây là những cái phần quà mình mới quay được nè anh em. Kể cả quà bơm lúa rồi các thứ ha. Nói chung nhiều quà lắm anh em ơi. Mình mà đây nè, bơm lúa liên ngày hôm qua mình có ngày hôm qua mình review ạc của người khác nên là không có sâu cái bơm lúa cho anh em xem được ha. À quên anh em. Thì ngày hôm nay mình sẽ sâu cho anh em những cái code mà mình đã tích tụ gọi là mấy bữa nay sâu cho anh em ở trên cái màn hình luôn nè. Đó. Thì đây là cái dàn code của các bạn gửi cho mình anh em ha. Rồi thì có bạn Trọng Nghĩa nè, bạn Nguyễn Bá Hùng nè, bạn Hoàng Thông, bạn Nguyễn Tuấn Anh và bạn Phạm Phúc anh em. Đó thì những bạn này đã gửi cho mình một ít code web anh em nha, sự kiện web sinh nhật đó. Thì anh em tranh thủ anh em nhanh tay anh em nhập nha. Nếu mà anh em nhập chậm thì nó ghi code đã sử dụng. Những cái code này mình đã chép rồi, chưa ăn anh em nha. Đó thì thay mặt anh em trên kênh cảm ơn anh em đã share code khá là nhiều. Rồi ok, tiếp tục sẽ nhận quà anh em ơi. Đây anh em, quà bơm lúa rồi cái thứ ngày hôm qua đến giờ đây anh em nè. Hôm qua mình mới nhận một gói rồi, chừa một gói lại đó em, bởi vì nhận để chủ yếu là lấy quà bơm lúa liên thôi. Đây anh em, quá trời quá đất. Rồi ok, nhận nhanh luôn nha, tí mình sẽ bơm tiếp cho anh em xem. Đây anh em, một mớ quà nữa nè. Ôi đã chưa, cái này ôi, nhận được quà bơm lúa liên ngày thứ 6, được một con San nữa nè. Ây da, được á nha. Ngày mai là cái ngày cuối cùng được thêm 5 cái xu vàng nữa anh em. Ngày mai là ngày cuối cùng để lấy cái quà bơm lúa liên ngày tiếp theo anh em ha. Ok, để mình coi cái kinh nghiệm VIP của mình là đang tới bao nhiêu rồi ta. Đây, tích lũy kinh nghiệm VIP hình như là 4.000. Ôi, 4.200. Vậy là tính ra là ngày hôm nay là nhờ khỏi bơm luôn cũng được. Ngày hôm nay khỏi bơm luôn cũng được. Ngày mai bơm thêm một phát. Ngày hôm nay bơm một gói. Ngày mai bơm thêm một gói 500 nữa là đủ anh em ơi. Đủ có 5.000 để lấy con San thôi. Hay da, nói chung là cũng tạm được anh em. Thôi, bơm một gói nữa anh em nha. Cái gói mình bơm á là cái gói này nè anh em. Cái gói ưu đãi đây bơm lúa liên ngày hôm nay lấy rồi ha, ngày mai lấy thêm một phát nữa đi, ngày mai bơm sau. Đâu rồi, đây cái gói ưu đãi thuần tán tử nè. Thì lý do tại sao mình bơm gói này, bởi vì mình khi mà anh em bơm á mấy cái rương này anh em có thể tích được anh em nha, có thể tích được luôn đó, nên là anh em cứ bơm vô anh em để đó, sau nó ra thuần tán tử mà cái bảo vật nó ngon xịn á thì chúng ta vô chúng ta lượm sau anh em nha. Rồi bây giờ mình sẽ bơm cái gói có cái rương phép toán đây em ơi. Gói này luôn nha, mình bơm còn có 5 gói à, ngày hôm nay bơm nữa còn 4 gói. Rồi ok. Mai bơm một gói nữa anh em ha. Đây, nhận một gói này nữa đi. Đây, nhận được thêm con San nữa nè anh em. Ui đã ghê chua. Rồi để mình coi con San của mình lên được thêm E chưa ta. Em nó mới E2 thì nói chung là hơi yếu anh em ha. Phải lên thêm E5 rồi có Goma được cái thứ nữa. May ra chúng ta chơi game mới được. Ui đây hai copy luôn nè mấy ông, hai copy con San luôn nè, hình như là bị thiếu một con đúng không, nếu mà đủ lên E3 luôn rồi nè cho anh em xem. Trời ơi đúng rồi, thiếu một con rồi anh em ơi. Thôi tuần này nói chung là ta túc tắc thôi anh em ơi, qua tuần sau ta bơm tiếp ha.
À, ngày mai bơm tiếp một phát nữa anh em để lấy cái quà bơm lúa liên ngày thứ ngày thứ bảy đó là ngày cuối anh em, rồi luôn cả cái quà tích lũy kinh nghiệm VIP ngày 5.000, móc 5.000 anh em. Hồi nãy móc 5.000 nó cho con xa nữa đúng không ta, là lên được e luôn đó mấy ông ơi. Gói thần tán tử đây, tích lũy đây, đúng rồi anh em, đây móc 5.000 nè, lấy được thêm 30 rương số toán nữa nè anh em, ngon ghê chưa. Đó lý do tại sao mình cứ bơm cái gói có cái rương phép toán đó, bởi vì cái móc 5.000 là nó cho 30 rương rồi, nếu mà bơm cái rương này nữa thì nó dư anh em, nó dư ra rất là nhiều ha. Rồi để điểm danh coi cái quà mình nhận được cái rương số coi, đây 89 rương, ngày mai bơm một phát ngày mai là nhận một gói này nữa là tới 100 mấy rương lận anh em. Đang có 6 rương của San anh em ha, 6 rương của San lụm luôn. Úi ôi, su đâu ạ, chán ghê chưa. Rồi sẽ cập nhật tình hình đu top cho anh em xem, cập nhật tình hình đu top nha. Hiện giờ thì top cốc bia thì nó rơi vào khoảng là 1.800. Ây da, tiếng này mình đẩy lên các cỡ 2-3.000 là chắc lấy top được anh em. Bởi vì top đợt này thì quà nó cũng tạm được, nó sẽ có cái những hoa anh em ha. Hồi đợt là mình quên, mình bị xịt một lần rồi, đợt này chắc là mình sẽ lấy đi. Rồi còn bên tiền Sanji á, thì anh em ráng cố gắng tranh thủ anh em tặng móc 8.000 hoặc là móc 20.000 tim để chúng ta lấy full quà đợt này anh em ha. 8.000 thì nó rơi vào để coi coi, 8.000 thì anh em lấy được một cái con lính chì. Còn 20.000 á thì anh em sẽ có một cái cuộn L2 và một mớ cái mì ý này để chúng ta đổi cái album bên này anh em ơi. Đó, anh em nhớ nha. Ủa, trời ơi, một đổi còn được bao nhiêu ta, để coi thử coi. Ôi ôi sao chưa còn nữa luôn nè, mới có 7.000 mì ý là chưa xin nha. Rồi để coi coi bên này họ xả, trời 200 mấy ngàn rồi anh em, 200 mấy ngàn tim hả, ghê vậy ta, căng thế nhờ. 200 mấy ngàn tim thì nó rơi vào khoảng đó là, để mình coi coi, 4 nhiều quá anh em nha, gần 300 mấy, gần 400 á, căng á. Đợt này quà top nó cũng ngon anh em, nó có cái rương này anh em, cái rương mua Mogura nè, cái này thì nói chung là đùa của anh em ơi, chơi meta bây giờ chí mạng xin, cái này gắn cho San cũng hợp lý nữa anh em, tăng tốc nè, San cũng cần ít tốc cũng được, chí mạng, cái này xuyên thủ chí mạng, xét thương chí mạng cũng ok. Ây da, rồi này để coi coi sao anh em ơi, để ngày cuối coi có bứt phá nổi không anh em, với cái số kim cương ít ỏi của mình thì không biết là có đu nổi không ha. Cái này thì hên xui anh em nhé. Rồi ok, ngày hôm nay mình sẽ cho anh em thấy sức mạnh của con San E2 của mình khi mà đi đúng với lại team anh em ơi. Thì sẽ học hỏi cái đội hình của ông Ronsi nè anh em. Thì ông này ổng sẽ có đúng một con San 10 sao anh em. Đúng một con San 10 sao thôi nhưng mà quẩy rất là nhiệt anh em nha. Quẩy rất là nhiệt luôn đấy. Thì kẹp theo đó là sẽ có con Sugar nè, và cũng như là con Jinbe. Nhưng mà team này nè nó sẽ mang hơi hướng phòng thủ khá là nhiều anh em. Mình sẽ khoái đi tấn công hơn. Cái con San này nó có một cái liên hệ khá là mật thiết đối với lại cái con Karasu anh em. Anh em nên nhớ con San này nó có khả năng xuyên bất tử bất hoại đúng không? Khi mà mục tiêu nó bị con San này bem hẹo á, thì tuy nó có bất tử bất hoại nhưng mà nó sẽ mất cái khiên đó luôn anh em. Khi mà tụi nó hẹo thì nó sẽ mất cái khiên bất hoại luôn. Đó, tuy không có cắm hồi sinh được người ta đó, thì nó sẽ khiến kẻ địch bị mất cái khiên anh em ha. Rồi, chớp cơ hội đó con Karasu nó sẽ nộ một phát kẻ địch bay màu. À thì đây là một trong số những con phá khiên bất tử khá là ok nha. Bởi vì nếu mà anh em ụp nó không trúng con Hiyori của nó, tụi nó thì tụi nó quay lại tụi nó cạp liền anh em ơi, ghê lắm. Ây da, đây anh em cái team nè, nếu mà chúng ta chơi như vậy thì bắt buộc chúng ta phải bỏ con Aoi Kuzan ra để mà chơi con San anh em, bắt buộc điều đó luôn. Rồi ok, mình sẽ test thử cái team mới của mình áp đảo thử coi nổi không anh em nhé. Nói chung là phải có Sugar rồi các thứ anh em để ụp nón đối thủ anh em. Hai con Hiyori, wow, hai con Hiyori anh em. San này thì nói chung là anh em ráng cố gắng lên E5 anh em, chúng ta chơi nó mới ổn định được ha. Còn không lên E5 thì hơi khó đấy. Đang nghiên cứu meta thôi anh em ơi. Chứ anh em thấy hồi hôm qua em kia gì mình mới lên một cái clip và là con San E5, nói chung là đội hình nó rất là bình thường anh em. Nhưng mà mình con San nó quơ một cái team mình gãy hết anh em. Quơ một cái thôi team mình gãy hết, chọn big mom bên kia nó bị khùng rồi anh em ơi, nó quạt liên hồi luôn kìa. Ây da, quá căng quá căng.
mình có chơi top top anh em, cũng như là có hay livestream trên top top. Tối nay rảnh có thể lên top top livestream anh em ơi. À, thì anh em có thể follow kênh top top của mình ở dưới phần mô tả anh em ha. Sao nãy giờ chưa nộ được luôn ta. Ở dưới phần comment anh em mình ghim lại. Ở trên đó mình cũng đã có post một cái clip về cái ảnh động là xẹt xẹt hồi nãy cho anh em xem rồi đó, anh em khá là đẹp luôn. Nói chung là cái này, cái kỹ năng edit đồ các thứ nó cũng cơ bản thôi anh em ơi. Ở trong Affer đó, phần mềm Affer này thì nâng cao rồi, những ông mà nào mà sáng tạo nội dung thì phải học mấy cái này anh em. Đó anh em thấy không, những cái tia màu đỏ đỏ đó là haki của con Sa nó đang trụi, nó quạt kìa. Ôi nó quạt kìa, team địch không ngóc đầu lên được luôn anh em, quải đạn thật đấy. Nhưng mà bắt buộc anh em phải kết thúc kẻ địch sớm nha, bởi vì chúng ta không có phòng thủ và cũng như là không có là con AWG Kuzan để nó không có AWG Kuzan được cái thứ để nó gọi là có thể gọi là shut down kẻ địch sớm anh em, hoặc là có thể kỹ băng hàng của kẻ địch lại đó. Chà, rồi thôi xong rồi. Ủa con Kaido bên kia sao mà nó sừng sững vậy ta? Thôi xong rồi anh em ơi, gắn con San vô vẫn chưa hợp lý về cái team này rồi. Kèo này vẫn phải gắn là con AWG Kuzan vô anh em ơi, để mà kỹ băng hà tụi nó lại, tụi nó quậy ác quá. Trừ nộ tụi nó nữa anh em, tính ra là meta bây giờ AWG Kuzan khá là lợi hại anh em thấy không? Bên kia nó chơi tới tận 2 con Hiyori luôn, chết anh em, bao chụp nón luôn, bao chụp nón. Kèo này chụp đúng được một con. Quỷ Karasu này nó không có gọi là cấm hồi sinh cái pha đó anh em ơi, không cấm hồi sinh pha đó. Đó nên meta bây giờ nói chung là chúng ta phải một á là chúng ta chơi team công luôn, là không có chơi Jinbe. Hai á là chúng ta chơi team thủ là phải có con Jinbe để phòng thủ anh em. Để mà team địch nó có con Sugar thì có thể hút được cái hộp nón. Nhưng mà quan trọng là cái team anh em nó phải có tóc nha, thì chúng ta mới là có những cái hiệu ứng so sánh tóc được anh em nhé. Kỹ băng hà nè, AWG Kuzan vẫn là một cái gì đó rất là khó chịu anh em nha. Kỹ băng hà một cái thôi, team địch đứng im luôn. Karasu thế là nó nhảy từ đằng sau nó nhảy lên. Nhưng mà pha này lại không có cấm hồi sinh được nữa kìa, chán chưa. Không sao nè, đợi tên sau, để AWG Kuzan nó làm thêm một quả kỹ băng hà nữa nha. Mai lấy thêm một copy con San nữa là đủ lên được E3. Một á là anh em muốn tối ưu về cái lượng L2 anh em chơi á, thì anh em sẽ sử dụng cái chiêu bài đó là đợi cái thông thạo con San nó ra. Đợi thông thạo con San nó ra anh em nha. Trời ơi, thua ta. Ui, kêu đi cắn vậy. Đợi thông thạo con San nó ra vào tuần 2 của quân tướng mới, tức là phải 2 tuần nữa anh em. Đó thì trong lúc mà anh em đợi thông thạo nó ra thì chúng ta có là những cái kim tự tháp nè, có luôn cả những cái tiền bit mom anh em. Đó để anh em kiếm thêm copy con San, được thêm vài copy nữa đấy anh em, khá là ok. Ủa nhưng mà nãy giờ thua ta. Ôi ông Jin này ông build con Kaido nhìn rác thực sự anh em ơi, hai con Hiyori pha này ập nón trúng mấy con đây. Trời ơi trời, nãy giờ anh em để ý cái con Karasu của mình nó không cấm hồi sinh được phát nào luôn anh em, không cấm hồi sinh được phát nào hết nè. Pha này phải cấm hồi sinh được hết nè thì may ra. Đó, trong khi đó là team địch là nó một con được bị cấm hồi sinh thôi. Nó nhả mấy đợt nộ luôn em mà không thấy cấm hồi sinh, hơi ảo nha. Chà, con Kaido bên kia dù có bị cái quỷ ám thì nó vẫn quẩy rất là nhiệt anh em nha. Kaido bên kia hình như là nó không có build theo cái chiều hướng là HP nhiều anh em ơi. Ủa với Big Mom nó quẩy nhiệt thế nhờ. Cố lên, ui da. Bên kia cũng có bo E5. Ờ, bo 10 sao thôi anh em ơi. Bo 10 sao, E1, E2 chứ anh em. À, bo này bo mấy sao anh em, nhờ nãy quên nhìn rồi. Bên kia cũng còn Hiyori nha. Đó, Karasu pha này phải câm lặng được. Bên kia không chơi con... Đó, lại không cấm hồi sinh nữa. Bên kia nó không chơi con... con Bato luôn em, không chơi Bato. Uầy, căng nhờ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, Big Mom ơi, Pentakill. Tuy nó bị ụp nón nhưng mà nó vẫn quẩy rất là nhiệt anh em nhé. Rồi, bay màu Karasu. Hay da, tự nhiên gặp cái team này ảo thế nhờ.
ảo thế anh em nhờ ha. Nãy giờ thua không hả? Quầy ông Jin này ông build cái đội hình vãi đạn thật chứ. Kèo này anh em biết muốn trị như thế nào, anh em phải lấy con Bato vô á thì may ra. Ôi thua liên tục luôn á anh em ơi, ông Jin nè. Ông build cái đội hình ảo ma Canada ghê luôn ấy. Lại nha. Cách trị team này thì nói chung là ụp nón trúng được hai con Hiyori, bên kia là gãy anh em. Hình như là ụp trúng hai đứa luôn rồi đấy. Meta hai con Hiyori này ảo lắm anh em ha. Nè, pha này có đứa nào hẹo này hẹo luôn á. Ủa? Rõ ràng là ụp trúng nón được hai đứa mà anh em. Đây, cây đô nó quạt nè. Ây da, căng chưa? Big Mom bên kia 3 tuần homie anh em. Tụi nó thì được con Z Phi xóa cái kỹ băng hà anh em nha, nên là tụi nó quậy rất là nhiệt. Ủa kèo này nghi gãy nữa quá anh em ơi. Kèo này nghi gãy nữa quá. Mạnh anh em ha, cây đô bên kia nãy giờ là nó sống từ đầu tới cuối luôn anh em. Không hẹo là không hẹo. Lại coi sao anh em. Kèo này mới lần đầu gặp anh em ơi. Nãy giờ Kadasu nó không cấm hồi sinh được ai luôn á. Ủa kỳ vậy ta. Nó nổ hoài luôn mà không cấm hồi sinh được luôn anh em. Thường á là những cái pha này là con Kadasu nó cấm hồi sinh được luôn rồi. Mà nãy giờ mình để ý con Kadasu nó chả cấm hồi sinh được ai luôn anh em. Ủa kỳ vậy. Kẻ địch bị tiêu diệt bởi sát thương từ dấu ấn này là sẽ không thể hồi sinh anh em, hay là bị feed ta. Hay là bị feed anh em nhờ. Để BK với ông khác ông nước muối coi. Ảo thế. Thường á Kadasu mình nó làm một nộ đó là coi như là bay hết một vài đứa luôn anh em. Bay hết một vài đứa. Ow. Thôi xong rồi, bị dính kỹ băng hà. À may quá, team mình có con Hiyori xóa kỹ băng hà anh em nha. Này thì nè. Kỹ băng hà với chúng tôi. Hoài, ông nước muối này mới build lại team chắc luôn anh em ơi. Tóc cao vậy. Ui. Ui nước muối này mới bơm lúa vô lấy cái trái quỷ sao tóc cao quá ta. Đó đúng rồi, trường hợp nó phải như vậy nè. Cấm hồi sinh nguyên một team địch luôn mới đúng anh em. Đó chỗ chớp nhoáng anh em ơi, chớp nhoáng. Anh em thấy chưa, ông nước muối này tóc ổng cao hơn mình anh em nha. Hồi nãy anh em nhớ để ý không, mấy con tướng là tóc cao hơn mình rất là nhiều. Đây em thưởng trận nữa nè. Aoji Kuzan tóc cao luôn. Nè thấy chưa, tóc cao cực kỳ. May mà con Hiyori của mình có cái ẩn thân đó anh em, không là bị dính kỹ băng hà rồi. Ngon à. Đó nó phải cắm. Ôi rồi thôi xong rồi, Kadasu của mình bị dính cái quả câm lặng rồi. Kỹ băng hà team địch phát nè. À chà, Mita. Mita. À pha này bay màu được con Jinbe à anh em ơi. Nhưng mà con Hiyori bên kia vẫn bị ụp nón nha. Đó anh em thấy bên kia tóc cao người chưa, chứng tỏ là ông này ông có bơm mấy trái quỷ vô nữa anh em. Có bơm vài củ lấy trái quỷ vô. À phải vậy chứ, bữa giờ BK thua mình nhiều quá nên phải đầu tư một xíu. Trời ơi căng quá căng anh em ơi. Ừ quẹt một cái Kadasu bên kia hẹo luôn chứ. Bên kia con Hiyori bị ụp nón anh em, để ngay hàng sau. Người ta để hàng trước không để. Gặp ngay cái quả bên mình có Sugar nữa chứ anh em chịu đâu có nổi. Nè bye bye hai đứa nha. Có thể là một đứa. Rồi hai đứa luôn. Ui Hiyori bên kia nó còn hồi sinh hả ta. Không sao anh em, một mình nó thì không thể làm được gì cho đời nha. Để bên kia lại mấy ông có con San này nằm cho anh em xem. Ông Dân Bạc với lại ông Bin anh em, hai ông đó. Ui ôi kinh khủng khiếp. Kèo này win rồi anh em hả. À đây quên ông Jin nữa chứ anh em. Rõ ràng á là cái con Kaido ở bên kia nó không có build theo cái chiều hướng là công anh em ơi. Nó không build theo cái chiều hướng là HP. Bởi vì á nó bị dính cái quỷ ám rồi, nhưng mà nó không có bóp team địch nhiều anh em, không bóp team địch nhiều. Đó, kèo này thì lại đúng nè. Kèo này thì con Kadasu của mình đúng nè anh em, nó cắm hồi sinh được tới tận 3 mục tiêu của team địch. Nó bây giờ mới đúng đó. Chứ hồi nãy là vậy như hình như nó bị lag hay sao anh em ơi. Vào ở trong cái đội hình của mình á, nó mới update lại cái gơ ma hay sao đó. Hồi nãy hơi lag anh em. Vậy là đúng rồi đó anh em ơi, khổ thực sự.
bây giờ mới đúng cái kịch bản của mình nè anh em, đúng cái team của mình đưa ra nè. Cái con San á anh em chơi á, nếu mà anh em chơi con Sugar mà ụp nón trúng được con Hiyori á, nó nổ phát nào là đi hết team địch anh em nha, không có đợi Karasu đâu. Đó ai đúng như vậy. Uya bích mồm nó dập kìa, kinh quá. Ủa thôi xong rồi, nó lại nổ được nữa rồi, bay màu con phi mình rồi, may quá. Không sao anh em ơi, Kaido bóp được bích mồm không? Không bóp được luôn. Bên kia không chơi thuyền sniper luôn anh em, bị băng hà được chúng con Kaido nè. Bích mồm bên kia nó có ẩn thân lợi hại quá ta. Quả này mà có con San anh em, nó nổ liên tục thì lại ngon. Ủi quỷ Kaido này nó tăng trâu dữ vậy. Ê ảo nha. Ảo lắm nha anh em, Kaido bên kia ảo lắm nha. Đây lại một phát nổ nữa nè. Ừ bây giờ mới hẹo á, khổ ghê chưa. Rồi bây giờ một mình Big Mom thì làm được gì đây. Ủa tính ra con Kaido nó tăng ác liệt thiệt chứ anh em, để cho Big Mom nó quẩy nha. Kaido bên kia nó hạ hết hết HP rồi em, nên là nó không có bóp tim nhiều. Đó bây giờ mới đúng kịch bản nè. Nhưng mà ông Jin này ông mạnh quá nha anh em. Rồi để mình solo với lại mấy ông có San E5 cho anh em xem. Sẽ là có ông Dân trời ơi, chơi hai con San luôn hả, đội hình ảo thế, tự tin thế nhờ. Dư copy đến nỗi mà cho thêm một con San ra em một nữa chứ anh em, phải cả lúa cơ. Tóc cao quá, tóc cao quá, tóc cao quá. Thôi xong tôi rồi, hay da, hay da. Trời ơi, hai nhát đi nguyên một team anh em, ba nhát chứ. Ôi ôi, chơi bời gì nữa ta, quá khó chịu, quá khó chịu anh em ơi. Bên kia có Jinbe ha, nên là có thể hút được cái nộ của con Aozikuza của mình luôn. Và bên kia tự tin đến nỗi là chơi tới tận hai con San, con San luôn nè, hai con San. Nộ này có tiễn ID không? Rồi thôi xong rồi, chúng con Jinbe nữa rồi. Con Jinbe bảo kê team tốt quá. San bên kia nó lại nộ San E1 anh em nha, E1. Ôi á, rồi thôi xong rồi. Meta 5 San chuẩn bị tới sao anh em? Meta 5 San. cái con E5 á thì nó lại nổ ít, cái con E1 nó lại lộn nổ nhiều anh em nhờ. Rồi bay hết team luôn rồi. Oh my god. Oh my god. Quái vật. Trời ơi trời, thấy chưa anh em? Vào thẳng meta là đây chứ đâu ạ. À. Đó. Tới lượt rồi đó. Một mình con Hiyori thì làm được gì đâu anh em. Quá kinh hồn anh em ơi. Áp đảo tóc mình là mình mới win mình được thôi. Rồi còn một ông nữa là ông Bin anh em. Để coi ông Bin tới đâu rồi. Đây Bin đây. Hay dạ, râu đen nữa hả? Ủa sao chơi râu đen ta? Không chơi San E5 nữa chơi râu đen hả? Ok để coi thử coi. Vẫn ao tóc mình được anh em nha. Bên kia vẫn ao tóc mình. Nhưng mà mình vẫn ập nón được bên kia anh em ơi, ngon. Chứng tỏ GB bên kia tóc cũng yếu rồi chứ không gọi là cao cho lắm. À da, trời ơi, toàn team bên kia nó toàn cao tóc hơn mình không anh em. Rồi, mất 5 cái hồi sinh. Ảo thật đấy. Cho pha này chúng còn GB nè. Hay da. Đó anh em thấy không, GB đi bảo kê team tốt lắm nha. Quá căng thẳng. Rồi sao nữa, tay tới ai đây? Jinbe nó hút hết nộ luôn trời. Râu đen bên kia nó quơ quơ cho một cái, chắc tim mình hẹo hết quá anh em ơi. Câm lặng ba mục tiêu. Rồi thôi xong rồi, thôi xong rồi. Quả này đi là đi luôn á. Còn Karasu vẫn bị câm lặng, xui thế nhờ. Râu đen bên kia nó vả một cái là đi anh em nha. Áp đảo tóc quá anh em ơi, tóc cao quá. Tóc mấy con này cao quá cao, chịu không nổi. Đây, ơi, Karasu này nó lại bị câm lặng liên tục anh em nhờ. Ảo thế. Nhưng mà team địch đang bị hẹo anh em nha, đang bị hẹo dần hẹo mòn. Bị là nó bị dính bụi than anh em, bị dính bụi than nên là nó tụi nó sẽ bị hẹo liên tục ha. Nhưng mà quan trọng là team mình có trụ nổi không đây.
chắc là không chịu nổi quỷ râu đen bên kia rồi. Nó đang dần tích những cái tấn công anh em ơi. Trời ơi, kinh quá anh em ơi. Rồi, ok anh em ơi, sơ bộ clip ngày hôm nay như vậy đi em ơi. Thì ngày mai nếu mà có cốt mới hay có những cái gì mới hay ho, mình sẽ quay đồ tiếp em xem. Em thấy hay thì hãy cho một like giỏi kênh nha, cảm ơn nhiều nha.